Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Mobile City. Đâu sẽ là chiếc điện thoại mạnh nhất tầm giá 5 triệu? Có nên mua iPhone 13 ở năm 2024? Và trong tầm giá 11 triệu, chọn máy nào màn đẹp, pin trâu, chip mạnh? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, thì mình có chia rõ timeline của từng câu hỏi ở phía bên dưới. Các bạn có thể kích vào xem nhanh để tiết kiệm thời gian nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Đỗ Trung Kiên. Trong tầm giá 5 triệu, giờ còn con nào mạnh và ổn định hơn chiếc Realme Q5 Pro không ạ? Ok, trong tầm giá này mạnh hơn chiếc Q5 Pro thì có nha các bạn, nhưng mà ổn định hơn thì chưa chắc. Đó sẽ là chiếc Redmi Note 11T Pro. Em này đang có mức giá cực kỳ ok các bạn nhá. Mới cứng chỉ khoảng 5.250.000 thôi. Máy sở con chip Dimensity 8100 nếu mà so với cả Snapdragon 870 của chiếc Q5 Pro ấy. Theo mình thì chiếc Redmi Note 11T Pro sẽ mạnh hơn khoảng từ 15-20% nha. Và đây cũng sẽ là chiếc máy mạnh nhất trong tầm giá 5 triệu luôn. Chiến all game max setting, kể cả là Genshin Impact. Tất nhiên là Genshin các bạn chơi max thì chỉ ở mức tạm ổn thôi nha, nó không phải quá phê đâu. Nhưng mà cũng là chơi được max setting, đó. Và hiện tại nếu mà bạn mua máy mới, mình thấy chiếc Redmi này sẽ có phiên bản RAM 6GB, phiên bản thấp nhất. Thì mức giá như mình nói chỉ là khoảng hơn 5 triệu chút thôi, 5.250. Còn với chiếc Q5 Pro hàng mới thì mình thấy là chỉ còn phiên bản RAM cao thôi nhá, thì mức giá sẽ lên tới là gần 6 triệu cơ. Rồi, nhưng mà như mình nói, chiếc Redmi Note 11T Pro chỉ mạnh hơn thôi, chứ còn ổn định hơn thì chưa chắc nha. Có chăng thì cái phần đa nhiệm này, hay là thông báo của chiếc Redmi ấy, sẽ ổn hơn, tại vì chúng ta sẽ up sang được phiên bản ROM EU này. Dùng khá là ngon lành, còn với chiếc Realme Q5 Pro ấy, mặc dù có phiên bản ROM quốc tế, nhưng mà khi up sang, mình thấy đa nhiệm vẫn kém, cộng với cả thông báo vẫn bị miss khá nhiều nha. Bù lại thì với con chip Snapdragon 870, theo mình là các bạn sẽ được hỗ trợ nhiều hơn ở các phần mềm này. Dùng lâu dài nó cũng sẽ ổn định hơn so với cả chip Dimensity. Mà chưa kể tới cái vụ nhá, thường thì mình thấy chơi game trên chip Snap ấy, hình ảnh sẽ đẹp hơn so với cả Dimensity. Ít thôi, nhưng mà cũng sẽ có nhận ra một chút. Chốt lại câu hỏi của bạn thì mạnh hơn chiếc Q5 Pro trong khoảng 5 triệu. Có chiếc Redmi Note 11T Pro nhưng mà chưa chắc ổn định hơn đâu nha. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Uyên Vũ. Có nên mua iPhone 13 năm 2024 không ạ? Tức là bạn tính sang năm mua chứ gì? Khiếp, tính xa thế. Rồi, trong năm 2024 thì theo mình nha, chiếc iPhone 13 vẫn còn một vài điểm mạnh như sau. Đầu tiên, hiệu năng thì con chip Apple A15 vẫn quá đủ dùng các bạn nhá. Với con chip này thì các bạn dùng cơ bản ấy, ít nhất cũng phải được khoảng 5-6 năm nữa. Còn để mà chơi game khi mà các bạn gắn sò vào thì vẫn quẩy ôn game max setting nhá. iPhone mà gắn sò á, mạnh như gaming phone luôn. Tiếp theo, camera vẫn rất tốt. Mặc dù thông số phần cứng của iPhone sẽ không quá khủng đâu, nhưng mà thuật toán thì làm rất tốt các bạn nha. Chất lượng ảnh của iPhone chắc mình không cần phải nói quá nhiều đúng không? Và điểm thứ ba, mình thấy pin của chiếc iPhone 13 rất trâu các bạn nha, dùng một ngày rất thoải mái. Tuy nhiên, khi mà bước sang năm 2024, tức là một năm nữa ấy, sẽ có hai kịch bản xảy ra. Đầu tiên, Apple sẽ áp dụng tần số quét màn hình cao cho tất cả các dòng iPhone 15 series ấy, thì theo mình là chiếc iPhone 13 sẽ bị lỗi thời. Đó. Còn kịch bản thứ hai, Apple vẫn sẽ duy trì cái tần số quét 60Hz thì ok, iPhone 13 sẽ không bị lỗi thời nha. Tất nhiên đó sẽ chỉ là quan điểm của mình mà thôi. Chứ còn với những bạn mà không chạy đua công nghệ ấy, thì kể cả lỗi thời một chút vẫn ok đúng không? Bây giờ nhiều bạn vẫn dùng iPhone 6S này, 6S Plus, 7 Plus vẫn ngon lành đấy thôi. Dùng tốt hay không ấy thì còn tùy xem nhu cầu của bạn là gì nữa. Đến với câu hỏi thứ ba của bạn Nhu Bình Nguyễn. Tầm 11 triệu có máy nào màn đẹp, pin trâu, chip mạnh không? Em muốn dùng khoảng 3-4 năm, chính hãng hay sách tay đều được, mọi người tư vấn em với. Ok, nếu bạn muốn có cấu hình tốt nhất ấy, thì nên chọn sách tay rồi đúng không? Rẻ hơn mà. Và trong tầm giá 11 triệu, mình thấy có một chiếc máy cấu hình ngon nhất sẽ là chiếc Redmi K60 Pro nha. Chip mạnh đúng ý bạn luôn, Snapdragon 8 Gen 2, mạnh nhất thế giới Android hiện tại. Và trên chiếc K60 Pro thì sẽ không bị bóp quá nhiều các bạn nhá, một chút thôi. Vẫn chiến được all game max setting cực kỳ là phê. Màn hình của máy độ phân giải lên tới 2K nha, rất là nét. 120Hz độ sáng sẽ là 1400 nits. Đây không phải là một cái màn hình quá xuất sắc trong tầm giá, nhưng mà cũng ở mức tốt nha, giải trí rất là ok. 4 viên khá mỏng rồi, cân đối. Pin của máy là 5000, theo mình là ở mức trâu rồi nha. Không phải đỉnh chóp nhất tầm giá, nhưng mà cũng là rất tốt, đủ dùng một ngày khá thoải mái. Với chiếc Redmi K60 Pro thì các bạn dùng 3-4 năm rất là ok luôn. Thậm chí nha, nếu bạn chỉ nghe gọi này và chơi game nhẹ ấy, thì chiếc K60 Pro dùng được khoảng 5-6 năm nữa vô tư nha. Và em nói cũng sẽ có phiên bản ROM EU để bạn áp sang rồi, dùng làm máy chính ok, không sợ bị trễ thông báo quá nhiều. Đó, chốt lại câu của bạn thì trong tầm giá khoảng 11 triệu, bạn cân nhắc chiếc Redmi K60 Pro nha. Ok, hy vọng là câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Rồi xin chào, bye bye.